Trước mặt mình là ga Sông Phan nữa cả nhà. Đây là hình ảnh của đoàn xe lửa đang dừng ở tại ga. Đứng kia chút xíu nó có chiếc vô bây giờ. Đứng thì sau đó nhìn cái đầu vào kia chiếc này nó còn chạy ra. Đi vào hai đứa đi vào đứng như đó. Đã trời. Có chở khách nữa cả nhà. Có khách ở trên đó nữa. Này tàu lửa thì chắc đi từ ngoài Bắc vô gì cả nhà. Mấy khoang là khoang cho khách ngồi cái nè, khoang ở sau thì cho nhân viên. Cuối cùng đứng hàng đó, còn cái xe bên kia là xe công cho khoa, cái to bên kia to tàu container. Hi, xin chào cả nhà, xin chào quý cô chú anh chị gần xa và chào các bạn đang xem video. Thì hiện tại là mình đang có mặt ở xã, ở đây là Hàm Thuận Bắc nha cả nhà, tỉnh Bình Thuận mình nè cả nhà. Hôm nay thì theo chân bác Sáu mình đi căng lúa của bà con ở vùng này, thì chia sẻ video đến cả nhà cùng xem về cái quê hương Bình Thuận của cha mình như thế nào và có những cái cảnh đẹp gì. Thì nãy giờ đi theo bác cả nhà trải qua rất là nhiều, mình thấy rất là nhiều cảnh đẹp cả nhà, giống như là sau lưng mình nè, đây là cái ruộng lúa nè cả nhà. Ở Bình Thuận mình lúc trước mình chưa có đi, mình nghĩ là ở đây là cái đất mà nắng và đất đá và gừng là nhiều, nhưng mà khi mà mình về tới ngoài này rồi thì mình thấy ở ngoài này gần ngoài này chẳng những có gừng rồi có núi rồi có đất đá nhưng mà vẫn làm ruộng được nha cả nhà, làm ruộng được rất là nhiều luôn. Đây là một năm làm tới 3 vụ ruộng, có khi 4 vụ luôn. 4 vụ thì bà như cô bác mình nói là 4 vụ người ta làm nó không có năng suất nên người ta làm có 3 vụ thôi, chứ ở đây người ta vẫn được làm tới 4 vụ ruộng luôn cả nhà, 4 vụ lúa luôn, lúa nè cả nhà. Bây giờ mình đi quay vòng vòng cho cả nhà xem về cái Bình Thuận này như thế nào và cả nhà cùng tham gia khám phá với mình nha. Nhà mình thấy ở đây khung cảnh rất là yên bình nha cả nhà. Này là lúa nè, nhà thấy không? Ruộng lúa mênh mông luôn. Mình nghĩ là ở trong miền Tây thì người ta có nước nhiều đó, người ta mới làm ruộng thôi. Còn ở ngoài này thì lúc trước mình tưởng là đất mà đất gần đất núi thôi chứ không làm ruộng được. Đây, nhà mình thấy không? Lúa nè, có lúa nè cả nhà ơi.
Bữa nay mình được cái dịp mình đi theo bác, mình đi cân cân lúa ở ngoài này của bà con mình. Mình sẵn mình quay cho cả nhà xem, mình đó là cái cánh đồng thanh long mình đó. Vườn thanh long rất là rộng luôn nha cả nhà. Ở về đây thì đi chỗ nào mình cũng thấy người bà con mình trồng thanh long rất là nhiều. Cái vườn mình nó đang có trái, chút xíu nữa mình chạy về cái đường đó mình quay cho cả nhà xem cái đường mình đó. Ngóc trái luôn, nhiều dữ lắm. Ruộng nè cả nhà, ở đây ruộng nè. Bên kia cũng là ruộng luôn. Xa xa tuốt ngoài kia kìa. Xa xa tuốt ngoài đó đó, ngoài đó thiệt là xa mà nó cũng là ruộng, xong rồi tới cái vườn thanh long. Ở đây có con heo rừng kìa nha. Con heo rừng. Con mình ở ngoài sân làm gãy nè cả nhà. Trồng đậu bắp. Ủa, con heo rừng nè. Ở nhà bác mình nó có nuôi heo rồi nuôi mấy con dê đó nha, dễ thương lắm. Ở ngoài sau á, xíu nữa giờ tới nhà mình quay cho cái nhà xem bên heo mấy con heo đó. Đi căng lúa theo bác mình căng lúa, cái này là bác đi qua bác xem rồi xong rồi thương lượng giá cả rồi xong người ta chở tới nhà. Cái này là lúa hột tròn hả bác? Ý là cái hột xanh đó nó còn tư, nó còn mềm lắm con à. Ờ, mà sao mày đem nắng mày cào răng xíu tự nhiên mày tào hết vô đồ người đâu, không thấy người nào hết rồi. Nuôi vịt, bà con mình nuôi vịt nè cả nhà. Mình đó cả nhà, cánh đồng ruộng đó. Mày cũng ruộng lúa nè. Bên kia cũng ruộng lúa. Mà đi xa xa hơn chút xíu nữa mà là mới là những cái vườn thanh long. Rất là rộng cả nhà, xung quanh cả nhà mình thấy không? Xa xa đó là đồi núi đó cả nhà. Xa xa mà nó là đồi núi. Ở đây thì mình không thấy bà con mình làm ruộng bậc thang. Chủ yếu là làm ruộng ở dưới đồng bằng này nè là nhiều, không có thấy mình bữa giờ mình đi mình vẫn chưa thấy bà con ở đây làm ruộng bậc thang. Bây giờ bác mình xem mình đánh giá hạt lúa. Mà ý là trời ơi nó mà cào ra xong mình lấy cái chảo mà quyết kiểu kiểu cho nó sạch chứ cái này tao gỡ đi nhà máy là nó che nè, bây giờ tao xuống chút xíu là tao gỡ đi nè. Lúa xấu quá chừng luôn. Lúa nó đẹp rồi ha. Đúng rồi á, lúa đẹp á. Còn lúa xấu rồi bán cho tao, lúa đẹp mày bán cho tao nè. Rồi thôi đi ra, ấy ra cho nó khô khô xíu đây. Không, đây bắt chịu nó khô rồi kiều vào được mà. Rồi ấy xong rồi kia thằng lên á, nó chở qua bên nhà dây. Cái này người ta chắc bà con mình chắc là làm đất này để trồng dưa hấu hay là trồng bắp gì đó đó nha. Ở đây bà con mình trồng bắp rất là nhiều. Bắp để phục vụ vô chăn nuôi, nuôi vịt rồi nuôi dê hoặc là nuôi heo rồi đó, rất là nhiều. Đây là lúa. Rồi họ chạy ngược qua bên kia mình quay cái vườn thanh long cho cả nhà xem, đang tưới cây, đang tưới hoàng đó, trái nhiều lắm. Bên kia là đậu bắp, trồng đậu bắp. Để tiếp tục đi nha. Chắc là làm nông luôn rồi. Rồi bác đi mua xong rồi giờ bác đi làm luôn cả nhà ơi. Dạ hả? Này là bác chỉ tới đi xem rồi xong rồi đánh giá hạt lúa rồi xong rồi thương lượng nha cả nhà. Giờ thấy phơi chưa có khô nên cào ra giùm người ta, phơi cho nó khô thêm xíu nữa rồi mới đi đem bỏ vô bao đem qua nhà máy cho nó làm gạo. Trời, ở đây thời tiết ở đây ở nhà mình thấy rất là nóng luôn, trời nắng dữ lắm. Ở Bình Thuận thì đúng là nắng thiệt luôn á.
Mình bây giờ này cũng 2 giờ rồi. Mà nắng giống như là nắng như giữa trưa cho cả nhà. Ủa bác Sáu ngày xưa cũng làm ruộng luôn hả? Có, hồi xưa bác không thiếu gì hết, còn xưa đi ăn trộm lại đất đường không có đi thôi à. Đầu bừa, hành thang, bước củi gì có hết. Bác ơi, mình nhà cũng có làm thanh long nữa cả nhà. Có vườn thanh long nữa, giờ cũng đang làm. Bây giờ cũng còn làm á bác? Còn làm á. Giờ bác cũng còn đang làm cái vườn thanh long bên á. Gặt hái xong rồi giờ phải phê lại nữa. Nhà mình thấy không, chú này có hạt hết nè. Lúa bên kia thì nó chín rồi kìa, gần chín hả bác? Lúa bên cái bên đó gần chín hơn phải không? À, sắp cái đó cũng còn khoảng cái đó cũng nửa tháng nữa. Dạ. Nửa tháng nữa gặt. Còn bên đây thì mới chỗ bông à. Bữa này còn... nè, này mới có chỗ bông các bác nè. Còn bên kia thì nó gần chín rồi, nó chỗ hết rồi, gần chín. Bây giờ bác sẽ chở mình về theo cái con đường này cả nhà, con đường làng này. Đó. Đi, 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 đi vòng qua bên cái nhà bên đó. Trong cái nhà bên đó nha cái nhà bên đây nè. Đó, bên đó có một cái vườn thanh long, có trái rất là nhiều luôn, trái chín không à. À, bây giờ bà con mình đang tưới bên đó kìa. Bây giờ tưới bên đó đó. Xíu nữa mình qua tới nó mình quay cho cả nhà xem cái vườn thanh long bên đó nha. Trái chín rất là nhiều. Mấy con bò ở đây bà con mình cột rồi xong cho nó ăn gơm, ăn cỏ khô. Không dám thả nó đi lang nữa nha. Thả nó đi là nó phá của người ta đó. Con bò này nhìn ngộ quá bác. Con bò này nó đen thui à. Nhìn ngộ quá vậy. Đây là chiếc xe 81 hả bác? Chiếc xe cổ của bác mình đi căng lúa mấy năm nay nha cả nhà. Mấy chục cái mấy năm. Mấy chục năm nay đó. Ba mấy năm rồi đó con. Chở hai người là đi tẹt ga đâu nha cả nhà. Trời luôn, trời thanh long chín là cái nhà nó quay. Dạ nó trái ra cả nhà nhiều quá trời luôn. Dạ là để thủy lợi cho bà con người ta làm ruộng nữa bác. Đó, con đập thủy lợi nè cả nhà để cho bà con mình làm ruộng với lại làm thanh long.
cái chuồng dê của bác mình nè cả nhà. Bè. Đó, mấy con dê đang ăn. Bè 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 bè. Dê này là con dê Bách Thảo. Bè 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 bè. Bây giờ nó không kêu á. Thì sáng mình đi ra mà cho nó ăn với bác thôi nha, nó kêu dữ lắm, nó đói bụng á. Bên đây là mấy con heo nè. Con heo rừng của bác nè. Nó có một bầy heo con, nó đã dễ thương lắm. Ok, ok, ok. Ok, đó, 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 giờ nó đi ngủ. Mình thấy không? Mình thấy không? Nó đang ngủ á. Nó đang đi ngủ. Này, cho mày trái chuối nè. Ngủ nha. Con ngỗng bắt luôn ngỗng nha. Cái giường dơi thì bác làm hơi cao như này, nó thoáng mát. Bác mình ở rất là gần cái hồ Sông Quao, đập Sông Quao đó nha. Đây là cái dây bầu. Sáng mình thấy có một cái trái bầu, bầu tròn cái, cái bầu tròn đó nha, thấy không? Đã không? Đây nữa nè. Này cái chuối, chuối này là chuối chuối già bột. Ở vùng này trồng rất là nhiều. Cảm ơn cả nhà mình đã xem và theo dõi video của mình nha. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở những video clip tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà.